chiều nào đây? Phải dọc. Đến như này này. Đâu đây vậy? À, như này này. Ừ. Hai nó rộng. Không nâng lên tí. Đấy. Kiểm tra cho ghế vào trước đi. Các xếp chiều này mới hết 10 ghế. Nó dài theo cái chiều dài. Này. 10 ghế bác kiên chí là 2 ghế 2 đầu ngồi quay vào hơi bị đẹp. Bác ơi, bác cứ từ con xem tí cái ghế nó vô nữa coi. Ừ. Con sợ nó vướng. Lối bác đi á. Nhưng mà bác để chiều vầy là đẹp nhất. Nó vừa. Xếp 10 ghế đây là vừa. Bộ này đẹp. Cây cối lựa con lựa bộ này đẹp. Cây nó già chắc. Chân trụ con này trụ 24. Tiếc gì. Quá đẹp. Xếp giờ thì vào vừa đi. Xếp 10 ghế gọn vừa. Vừa luôn là